Hai cho anh em bảo chị nữa, mình tụi với chị ta giúp các chị bạn trong video bản là ở server số 86. Một server khá mới nhưng đội hình thì đã rơi vào trạng thái theo mình đánh giá cũng có thể coi là mắc ping ở thời điểm hiện tại rồi. Tới từ tất cả các vị trí bao gồm hạt nhân, vệ và kỹ, cuối cùng là đả các bạn ạ. Trong đó trong đội hình hiện nay thì mình thấy rằng kỹ đang được đầu tư ghê gớm nhất với 3 vị trí luôn, bao gồm Hotaru, Sermiloi và Versak. Versak là một vị trí kỹ khá hay ho và thú vị. Mình đã phân tích khá nhiều ở các server cũ, ở cả server mới, sử ra sử hữu rằng Versak mình cho rằng là cũng hơi khó đấy, nhưng mà Ark Light đã có luôn. Lão ấy đang sử dụng Versak thay vì Psyche Demon, thay vì Trang Béo, thay vì Terry 6 sao. Đây là một sự đầu tư mình cho rằng là khá bất thường với những người chơi chưa có nhiều kinh nghiệm, bởi Versak không phải một võ sĩ quá nổi bật ở thời điểm trước khi mình làm video về Versak các bạn ạ. Các vị trí còn lại trong team bao gồm siêu phòng thủ Iashiotho, sát thương chủ lực Orochi chít hỏa, và cuối cùng là Ainis 02 UM ở vị trí hạt nhân. Trong tương lai thì đây cũng sẽ là một con sát thương, thậm chí còn được đánh giá và kỳ vọng cao hơn cả chít hỏa nữa. Mảnh vạn năng nâng cho chít là không thiếu hiện nay, nâng cho Ainis là không thiếu hiện nay, Ark vẫn còn tới hơn 1.000 mảnh vạn năng. Đấy, nâng hai con Ainis đấy luôn, nên là các bạn nào mua Ark thì cũng không cần phải lo lắng nhé. Về bộ hồn lực 5 thì Ark đang sở hữu một trong những bộ hồn lực 5 tốt nhất nhì server, mặc dù Ark mới chỉ ở trạng thái VIP 7 thôi. Chúng ta có hồn lực sói, cừu, sói 3 sao và cừu 2 sao kèm theo bão tố 5 sao. Các phần còn lại không quá quan trọng. Về tình trạng bát môn, Ark đã vượt qua một level 100. Chúng ta có tứ môn chít hỏa, tứ môn Hotaru, nhị môn của Versak, nhị môn của Ainis. Nhìn chung thì Ark hoàn toàn có thể lâng lục môn cho các vị trí, nhưng mà không các bạn ạ, là vì dành cho Ainis mình nghĩ ra là cái phương án rất là thích hợp. Kim cương hiện nay còn 31.700, không đủ nhiều để cho các bạn nâng hết cái chỗ này lên lục môn thôi. Đâu nên anh em nào mua thì mình vẫn đề xuất là để dành kim cương chờ vòng 2 Ainis, lấy cho nó thêm một hồn khí nữa và biến nó trở thành một con vừa là hạt nhân và vừa là sát thương chủ lực. Việc một võ sĩ vừa là hạt nhân vừa là sát thương chủ lực và thậm chí là con phòng thủ luôn ấy là chuyện đã được lặp lại ở con Psyche Demon, và bây giờ nó sẽ còn lặp lại một cách ghê gớm và rõ nét hơn nữa ở Ainis 02 UM. Thì chúng ta cùng chờ đón điều này trong tương lai nhé. Ark ở server số 86 thì cũng không có quá nhiều người chơi gọi là VIP 18 đâu. Đa phần ở đây thì cấp VIP 15 là cấp VIP cao nhất rồi. Ark đang hiện nay trong một top 0x, một top theo mình đánh giá cực kỳ cao so với cái cấp độ VIP 7 đấy các bạn ạ. Mấy ông này ở trên thì có những người gấp đôi cấp VIP hoặc nhất là gấp 3 đến 4 cấp VIP. Thì đây cũng là một cái lợi thế cho bạn nào mua Ark, thì trong tương lai thì các cái gói nạp vẫn còn x2 rất là nhiều. Còn đây là ở đây thì cái gói nạp state gọi là gói nạp hành trình thì vẫn còn gói mốc 2 nữa. Các gói nạp này thì khá là ngon, giúp cho các bạn nạp vào thì sẽ được nhiều kim cương hơn. Các mức VIP cao ra thì chỉ có mức VIP 13 ấy, theo mình đánh giá là quan trọng, vì VIP 13 nó sẽ giúp cho các bạn có một mảnh vạn năng mỗi ngày. Với những người lười lười nhá, còn chăm chỉ thì thật ra không thiếu mảnh vạn năng đâu. Chúng ta sẽ đấm nhau với một Ark gần thôi các bạn nhé. Mình sẽ đấm nhau với một bạn không có Ainis để chúng ta cùng nhìn nhận được cái sự khác biệt và có và không có Ainis. Bạn Psyche XIV này thì bạn ấy có lực chiến lên tới 7,2 triệu lực chiến, hơn Veta lên tới 1,25 triệu lực chiến. Đây là một cái hơn chỉ số rất nhiều luôn. Thế nên là khả năng cao là team ta là sẽ thua. Có điều thì chúng ta sẽ cùng xem nó thua như nào nữa. Để nhận thấy được là cái vai trò của Ainis nó cao hơn so với thằng Psyche. Ở các cụm server cũ thì chúng ta mới có Psyche Demon ở trạng thái S-Max, còn server mới này thì thường thường là Psyche ở trạng thái nhị môn thôi. Nghĩa rằng nó thậm chí còn không đóng được vai trò phòng thủ các bạn ạ. Các bạn lưu ý rằng Psyche là vị trí khá dễ bay màu nếu như nó không bật dây ship lên. Đấy, nó không có miễn trí tử đâu, thay vì đó là nó hồi sinh. Có điều với một cái đội hình không có quá nhiều vị trí hồi máu tốt đấy, thì khả năng cực kỳ cao là Psyche sẽ phải quỳ rất lâu mới được đứng dậy, và đứng dậy cái thì thường thường nó sẽ bị đánh cho quỳ luôn. Bên phe ta thì có một điểm hơn đối phương là có lẽ ở viện trợ. Hai cái, một là hạt nhân, hai là viện trợ.
Hạt nhân thì vì chưa lưng đến S Max cho nên cũng không không hơn được quá nhiều, nhưng mà viện trợ hơn thì nó là điều rõ rệt rồi. Về đối thủ thì mình cho rằng họ sử dụng hai vị trí khá là dị dị. Đấy, một là họ có vị trí khá là kém so với Veta, một là không có Yashiro, thay vào đó chỉ là Ryu Tiên Cầu. Về sức mạnh của vai trò Ryu Tiên Cầu chúng ta đều biết rồi, nó tham gia vào hỗ trợ phòng thủ thì được, chỉ còn nó mình bắt mình nó phòng thủ là điều không được bền lâu rồi. Nhưng một điều bất ngờ hình như đang xảy ra, lực chiến của đối phương quá mạnh các bạn ạ, bao gồm đồ trâu nên thành ra Yashiro thổ bao ấy bị đấm chết. Yashiro thổ khi thức tỉnh vũ khí như con dao hai lưỡi, lưỡi thứ nhất là đâm vào đối phương, thu hút toàn bộ sát thương của đối phương, bao gồm cả sát thương đến từ phản kích, bảo vệ các đồng minh, thậm chí cả đồng minh hàng trước. Nhưng lưỡi dao thứ hai lại chính tự đâm vào Yashiro thổ. Khi Yashiro thổ chịu quá nhiều sát thương thì Yashiro thổ rất nhanh chết. Đấy, nguồn sát thương nó sẽ không được chia sẻ tới toàn bộ võ sĩ. Kẻ thì hoàn toàn không bị đánh mất một máu nào, còn nguyên các khiên, các miệng chí tử, máu thì tràn bình. Còn một kẻ thì bị đấm cho từ đầu chí cuối. Nên thành ra là dùng mỗi con một cái hay ho khác nhau nhá. Rồi, đợt thi đấu này bên Feta đang hoàn thành tốt nhiệm vụ đánh khúc được hai người đối phương. Cả hai bên thì đều sử dụng các võ sĩ dòng hỏa thiêu đốt khá ghê gớm. Bên đối phương thì là Saiki, Chít Hỏa và Vơ Sặc. Bên Feta không có Saiki. Có điều thì Yashiro thổ đã khi đã lực lưng nhị môn rồi thì nó không sợ ngọn lửa nữa. Sức sát thương của Ainis ở thời điểm này mình không đánh giá cao lắm. Thi thoảng nó đấm vào vị trí đả, thi thoảng nhá, có tác dụng, chứ còn đâu không quá quan trọng lắm. Nhìn chung thì vẫn phải chờ nó lưng đến tầng S Max. Rồi, Yashiro thổ gánh full sát thương và khả năng cao là sẽ đứt các bạn ạ. Thôi làm trong tốc khô cũng không ít thôi, team chưa hoàn chỉnh mà. Còn tớ nhìn mình bạn năng. Đối phương mình nghĩ rằng thắng chủ yếu là do hơn về lực chiến thôi, nên yếu tố lực chiến cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng các bạn ạ. Thua lực chiến một chút chút thì còn được, chứ thua nhiều quá thì tanker chất tướng ấy, có tốt hơn cũng không thể nào mà đỡ lại được cái nguồn sát thương từ các võ sĩ có cái chất lượng thấp hơn. Đấy, châu đánh lâu thì phải chết, không châu thì đánh nhanh hay là chết ngay. Việc muốn có được cái chất lượng tướng tốt, mình chơi đồ cho nó tốt thì các bạn phải bớt kim cương để chơi đồ thôi, đồng nghĩa với việc là lượng võ sĩ mới trong team là phải ít đi. Thì chúng ta không thể nào đòi gọi là chơi toàn võ sĩ mới, đồ vẫn ngon được. Như thế thì cấp VIP nó sẽ rất là cao. Nên là thành ra bài toán chia sẻ nguồn tài nguyên sao cho hợp lý, nó sẽ là cái bài toán mà các bạn cần phải giải từ đầu cho đến cuối cuộc chơi. Để các bạn nghỉ game thì mới dừng cái bài toán đấy. Và đó cũng là một cái rất hay ho của game các bạn ạ. Rồi, đối phương gần như toàn đấm vào Ainis thôi, không sao cả. Đã là Chít Hỏa S Max, rất ghê gớm đúng không các bạn? Nhìn chung thì đối phương sẽ sớm bị hạ bệ thôi. Chít Hỏa S Max không phải là một vị trí được nhiều người chơi ở server cũ trọng dụng, đánh giá cao. Đó phải là Konit và Enzo cơ. Và trong tương lai có thể là Istik, là Diamond, và thậm chí là S-Max của Anis 02 UM.
Nên thất bại ngày hôm nay chẳng qua là vì phe ta chưa bùng lực thôi. Mình tin là bạn nào mua khi mà lâng Xbox Ionis sẽ sớm đánh bại lại được các bạn có lực chiến cao nha. Và ngoài ra bạn nào mua thì mình tin là cũng cần phải dồn thêm đồ cho nó. Đấy, trong túi đồ thì mình thấy rằng cũng không còn không ít đồ đâu. Đấy, các bạn mua thì gỡ nó ra mà bung túi đồ ra và nâng cấp lên, đúng không? Chúng ta còn rất nhiều rương mảnh vạn năng. Đây cũng là mảnh vạn năng đấy các bạn này, hề hề luôn. Đấy, thì các bạn thay một loạt các võ sĩ mới vô, hoàn toàn là điều khả thi. Rồi sau đó thì mở các dương túi đồ đấy ra, đúng không? Bên trong này vẫn còn một dương kim cương to nữa. Tháng sau là free về Petal Pass rồi. Hồ niệm ôn sách còn rất nhiều. Đây mình đang kiểm tra xem còn dương kim cương nào không thôi. Hết rồi. Ok, khó khăn phết nhỉ. Lấy võ sĩ mới thì sẽ không có đồ. Mà không lấy võ sĩ mới thì chơi đồ thôi, có lẽ thôi mình nghĩ là thôi tích mảnh vạn năng tiếp thôi. Mảnh vạn năng các bạn tích cho mình tới 2000 cũng không sao nhá. Hiện nay trong túi đồ mình nghĩ là có khoảng 1000-2000-3 mảnh vạn năng đấy. Thế các bạn tích cho mình lên đến 2000 rồi mới thay võ sĩ vậy. Còn tầm này theo mình gợi ý là lên chơi đồ nhá. Lực chiến yếu nên thành ra là còn thua thiệt. Bạn nào qua liên hệ mình trong số điện thoại hoặc link Facebook bên dưới phần mô tả video nhé.